Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đến với một buổi nói về cái con IC nền nếp mình mới làm xong. Mình sẽ review cho các bạn biết cái con IC 555 và IC 4017 nó có tác dụng gì để làm cho con đèn led sáng hình tròn theo cái cảm biến vân tay của mình. Khi mình đụng vào cái con IC 555 nó sẽ sáng, còn khi mình không đụng thì nó đứng im tại chỗ. Xin mời các bạn vào xem. Sau đây là mình sẽ cho led chạy theo hình tròn bằng tay của mình. Cô đơn đau lòng nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi ngồi mình bị gì buồn nữa. Khi mà tay mình cầm vô cái con IC 55 này ấy, thì nó mới sáng được. Hay là có khi nào nó cái con này nó thích hợp với cái tay của mình các bạn ạ. À, sau đây là cái trên đây là kênh YouTuber của mình Hồng BN Entertainment. Không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Nếu muốn anh đây mình vừa động nhanh sẽ nói sẽ nhanh theo. Em đừng cần những thứ cao xa. Nó khi nào đèn xanh ở đây nó chớp thì cái đó cái đèn nét màu tròn này nó mới hoạt động. Biết em thương người ấy đã rất nhiều. Anh hiểu anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên. Đây mình sẽ cắm chặt cái con IC 555 này vô. Ê. Ta đã từng yêu. Cho các bạn xem một chút. Mình dùng tay mạnh cái nào đó. Nó chấp nhanh cái nào đó. Mình thấy nó đi sẽ đi nhanh. Đi rất là nhanh. Đẹp hơn ngày đôi ta lỏng chân hay gì. Bắt đầu cô đơn đau nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào. Sau đây là tên ba bạn làm đồ án này cho tốt nghiệp cuối kỳ của nhập môn ngành điện tử viễn thông SCFT Hồng Chí và Huy. Đây là ngành của mình đang học nhập môn SCT. Các bạn có hứng thú với bộ môn này thì đến trường sư phạm kỹ thuật. Trường sư phạm kỹ thuật là chuyên về kỹ thuật, còn đây là kênh Facebook của kênh YouTuber, kênh YouTube của mình Hồng BN Entertainment. Và đằng sau cái khung này mình có ghi là Quiz Project là cái đồ án đầu tiên của mình vào học kỳ đầu. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Đây mình sẽ thử test lại một lần cái con IC cho các bạn xem. Sau đây là mình cũng xin chúc các bạn một buổi xem livestream của mình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy comment và nhớ đăng ký subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé các bạn. Xin chào các bạn và hẹn lại các bạn ở video tiếp theo.